Chào mừng các bạn đến với kênh Trần Hùng 83 mình nha. Này chúng ta cũng tiếp tục chơi tựa game gắn săn mồi các bạn. Mình chơi con gắn này là mình đã mở phá được xong các bạn. Con thứ hai. Con này là giống cái con giống cái bảy sắc cầu vồng. Liên tiếp những bài phát cực kỳ đơn giản không? Đây, đây, đó.
tại mình đi nhanh quá, mình nhỏ quá các bạn. Mình top 1 mà hơn 3 triệu điểm rồi mà mình nhỏ hơn con trắng thì mấy con mình nhiều. Đi nhanh quá. Có khó gì đâu. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye.